chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở đây mình có những cái thiết bị máy chiếu và mình chắc chắn rằng ai trong số chúng ta cũng sẽ có một lần tiếp xúc với những cái thiết bị máy chiếu như thế này. Thì việc sử dụng một cái chiếc máy chiếu làm sao cho nó hợp lý cũng như là giúp cho cái chiếc máy chiếu có thời gian tuổi thọ sử dụng lâu dài hơn thì lại là một cái vấn đề khác. Thì trong cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành chia sẻ cho các bạn 7 cái điều cần lưu ý khi sử dụng một cái thiết bị máy chiếu, làm sao cho cái thiết bị máy chiếu chúng ta hoạt động đúng cách và có thời gian sử dụng cũng như là cái tuổi thọ sử dụng lâu dài hơn. Và hy vọng cái video clip này sẽ có ích cho bạn trong quá trình sử dụng những cái chiếc máy chiếu của mình. Rồi, cái điểm lưu ý đầu tiên là bạn cần phải cấp nguồn ổn định cho cái chiếc máy chiếu này hoạt động. Bởi vì một cái nguồn không ổn định thì sẽ làm cho cái chiếc máy chiếu dễ dàng tắt đột ngột trong quá trình sử dụng. Thì việc tắt đi đột ngột nhiều lần sẽ làm cho cái tuổi thọ của cái chiếc máy chiếu của bạn giảm xuống đến 50%. Đó, thì đây là một cái yếu tố đầu tiên và cũng là cái yếu tố khá là quan trọng khi sử dụng máy chiếu mà bạn cần phải lưu ý. Cái yếu tố thứ hai mà bạn cần phải lưu tâm khi sử dụng một cái chiếc máy chiếu đó là không nên di chuyển máy chiếu hoặc là gây ra những cái chấn động mạnh cho cái chiếc máy chiếu của bạn trong quá trình sử dụng. Bởi vì những cái chấn động hoặc là những cái sự di chuyển không cẩn thận sẽ làm cho cái chiếc máy chiếu của bạn hỏng con chip, đặc biệt là cái con chip DLB trên những cái dòng máy chiếu công nghệ DLB, chẳng hạn như cái chiếc máy chiếu MQ của mình đang có ở đây, hoặc là có thể gây vỡ cái bóng chứa hơi thủy ngân ở áp suất cao, thì điều này rất là nguy hiểm. Đó, thì đây là cái yếu tố thứ hai, cũng là một trong những cái yếu tố khá là quan trọng mà bạn cần phải lưu ý khi sử dụng một cái thiết bị máy chiếu. Cái yếu tố thứ ba mà bạn cần phải lưu tâm đó là phải đảm bảo cho các hệ thống làm mát trên cái chiếc máy chiếu này hoạt động tốt, đặc biệt là cái quạt tản nhiệt và những cái khe tản nhiệt phải có cái sự thông thoáng. Bởi vì cái quạt tản nhiệt cũng như là những cái khe tản nhiệt nó giúp cho cái thiết bị máy chiếu chúng ta trở nên mát mẻ và thông thoáng hơn trong quá trình hoạt động, đặc biệt là cái bóng đèn chiếu này. Bởi vì khi cái bóng đèn chiếu này hoạt động thì nó sẽ sinh ra nhiệt lượng và tỏa nhiệt rất là cao, thì việc hỗ trợ của những cái khe tản nhiệt và cái quạt tản nhiệt bên trong giúp cho cái bóng đèn cũng như là những cái thiết bị thành phần linh kiện bên trong được hoạt động mát mẻ và kéo dài tuổi thọ hơn rất là nhiều trong quá trình sử dụng của một cái thiết bị máy chiếu. Bạn nên nhớ là phải kiểm tra quạt thông gió cũng như là những khe tản nhiệt phải sạch sẽ để giúp cho cái hệ thống tản nhiệt của máy chiếu hoạt động được tốt, và từ đó nó có thể duy trì tuổi thọ hoạt động của cái bóng đèn chiếu và những cái thành phần linh kiện bên trong máy chiếu lên rất là lâu. Rồi, cái điều thứ tư mà bạn cần lưu ý là khi cái chiếc máy chiếu này tắt hẳn thì bạn mới được rút dây nguồn ra và di chuyển sang vị trí khác. Bởi vì khi nó không tắt hẳn mà bạn rút dây nguồn thì sẽ giống như một cái thiết bị máy chiếu bị mất nguồn đột ngột, làm cho cái tuổi thọ của chiếc máy chiếu chúng ta giảm xuống như mình nói ở cái yếu tố đầu tiên. Cái điều nhận biết khi một cái chiếc máy chiếu mà nó tắt hẳn là bạn có thể kiểm tra phần quạt tản nhiệt này, khi quạt tản nhiệt ngừng hoạt động. Và thứ hai đó, bạn có thể kiểm tra ở cái phần đèn LED cạnh cái nút power nó sẽ chớp tắt như thế nào đó. Đó, thì nên nhớ rõ là bạn cần phải đợi cái chiếc máy chiếu này tắt hẳn, sau đó mới rút nguồn và di chuyển sang vị trí khác. Đó là cái điều thứ tư mà bạn cần phải lưu ý khi sử dụng một cái thiết bị máy chiếu. Rồi, cái điểm thứ năm mà bạn cần phải lưu ý khi sử dụng một cái thiết bị máy chiếu đó là không nên đặt và sử dụng cái chiếc máy chiếu này trong cái phòng có điều kiện nhiệt độ quá nóng từ 33 độ trở lên trong một thời gian dài. Bởi vì cái điều kiện nhiệt độ như vậy cộng với cái lượng nhiệt phát sinh khi sử dụng cái chiếc máy chiếu như thế này trong một thời gian dài, nó sẽ làm cái chiếc máy chiếu nóng lên rất là nhiều, và khi vượt quá cái ngưỡng nhiệt độ chịu đựng của nó thì nó sẽ tự động tắt. Và cái điều này lại một lần nữa liên quan đến cái tuổi thọ sử dụng của cái chiếc máy chiếu đó. Và bạn nên nhớ khi sử dụng cái chiếc máy chiếu thì chúng ta cần phải có những cái thiết bị hỗ trợ làm mát cộng với cái quạt tản nhiệt cùng những cái khe tản nhiệt trên máy chiếu, thì sẽ giúp cho cái chiếc máy chiếu hoạt động trở nên mát mẻ hơn rất là nhiều trong điều kiện sử dụng. Rồi, cái điều thứ sáu mà bạn cần lưu ý khi sử dụng cái chiếc máy chiếu là nó liên quan đến độ sáng của cái bóng đèn chiếu, nghĩa là bạn cần phải điều chỉnh cái độ sáng của cái bóng đèn chiếu này sao cho ở mức độ vừa phải và phù hợp với cái điều kiện sử dụng. Bởi vì cái bóng đèn này càng sáng thì nó là càng tỏ ra nhiệt lượng, làm cho cái nhiệt độ máy chiếu càng tăng lên, và nó liên quan đến cái tuổi thọ sử dụng của cái bóng đèn chiếu này. Đó là cái yếu tố sáu mà bạn cần phải lưu ý khi sử dụng cái thiết bị máy chiếu. Rồi, cái điều thứ bảy cũng là cái điều cuối cùng bạn cần phải lưu ý khi sử dụng cái thiết bị máy chiếu, nghĩa là chúng ta cần phải bật cái chế độ eco, hay còn gọi là cái chế độ tiết kiệm năng lượng điện khi sử dụng của cái chiếc máy chiếu lên khi cần. Thì hiện nay trên những cái dòng máy chiếu từ cao cấp cho đến giá rẻ thì đều được trang bị những cái công nghệ tiết kiệm năng lượng điện khi sử dụng. Thì cái điều này giúp cho cái chiếc máy chiếu chúng ta chẳng những là tăng tuổi thọ khi sử dụng, đồng thời còn giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được năng lượng điện tiêu thụ trong quá trình sử dụng cái chiếc máy chiếu này.
đó. Thì phía trên là 7 cái điều mà bạn cần phải lưu ý khi sử dụng một cái chiếc máy chiếu. Nó giúp cho cái quá trình sử dụng một chiếc máy chiếu của bạn trở nên hợp lý hơn và giúp cho cái thiết bị của bạn trở nên bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng. Hy vọng đây là một cái video có thể giúp bạn sử dụng một cái chiếc máy chiếu tốt hơn đó. Thì để có những cái thông tin chi tiết hơn hoặc là bạn cần tư vấn về một cái dòng máy chiếu nào đó mà bạn sắp mua thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua cái số hotline 0902 799 186, hoặc có thể đến trực tiếp tại Vida ở hai địa chỉ là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được các nhân viên tư vấn của Vida tư vấn một cách tận tình nhất và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau. Chào các bạn.